Hello, lại là anh Thịnh Bến Tre đây. Giờ đây chào tất cả bà con mình nha. Trước mắt anh em mình là xe Mazda 6 đời 2003. Hoặc là gọi là 626 cũng được anh em ha. Qua 2 đó 5 gọi là 6 rồi. Ngày trước nó là 626. Sau này nó bớt đi một cái. Đó, máy gầm số ngon, phân khúc hạng em này là hạng C. C hay D ta C, C đó. C đó. Máy gầm số ngon lắm anh chị nha. Sơn xi rất là đẹp. Anh chị về trực lên xe đi thôi. Mâm lớp vỏ lòng về cua về cũng còn khá là chất lượng rồi ha. Đó, mâm lớp vỏ ok. Sơn xi sạch đẹp. Dàn ghế dàn tấp ly nỉ còn nè, để cho anh em mình chỉ có 108 triệu thôi đó. Anh em về chỉ việc lên xe và đi, không có làm gì nữa anh chị nha. Vô lăng có túi khí luôn anh chị nha, có màn hình Android, hai túi khí nha anh chị nha. Máy gầm số ngon, tấp ly còn luôn nè ha. Gương kính chỉnh điện gập gương, máy gầm số ngon, chạy im, giá rẻ, bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu, 100 triệu hơn thôi. Anh em mình đưa em 70 triệu lấy xe về cũng được, nó cho nợ luôn đó. Đưa 70 triệu lấy xe Mazda 626 về chạy nha, 203 gia đình, không taxi dịch vụ nha. Im lắm, chạy ngon, đăng kiểm còn khá. Cảm ơn anh chị em mình, chúc anh chị em buổi chiều vui vẻ nha.